Chi ơi, ba đâu rồi? Ba nữa rồi. Đâu phải, ba đâu? Rồi. Ba đi làm. Ba làm chuyện. Ba làm kiếm tiền á hả? Chở đây. Ba hay làm kiếm tiền mua sữa chay. Bán chợ. Mua bánh mua sữa luôn hả? Rồi mua gì nữa? Bánh ở chợ. Bánh sữa rồi gì nữa? Bán. Có mua đồ chơi không? Bán ra nữa. Trời ơi, ba đi đâu? Không phải ngủ rồi. Không phải ba đi ngủ, ba đi làm. Ba nhảm chờ chỗ. Ba đi làm kiếm tiền mua sữa cho chay. Sữa chay. Đúng rồi. Mà chay có thương ba không? Thương ba để đâu? Chay thương ba chay để đâu? Chưa lại. Dạ. Trời ơi, thương ba sao quýnh mẹ? Ba quýnh. Ba. Con yêu mẹ làm sao? Yêu mẹ làm sao? Trời, yêu mẹ vậy hả? Trời, yêu mạnh dữ hả? Mẹ còn mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa mua gì? Mẹ làm kiếm tiền mua gì? Mẹ làm kiếm tiền mua gì? Mẹ làm kiếm tiền mua gì? Mẹ mua gì cho chay? Sữa chay. Đâu mẹ đâu mua sữa đâu, mẹ toàn mua bánh cho chay không à. Chay có. Còn mẹ đi làm mẹ kiếm tiền mẹ nè, mẹ đi làm kiếm tiền cho chay đi học. Hả? Nha. Ba đi làm kiếm tiền mua sữa cho chay. Mẹ đi làm. Mẹ đi làm kiếm tiền cho chay đi học. Mẹ đi làm kiếm tiền cho chay đi học. Chay lớn lên chay muốn làm nghề gì? ABC. Muốn làm nghề ABC hả? Không. Mấy chị mấy anh đi học về đó con. Con mốt con lớn lên con. Mami. Đó đâu phải mami, cái đó cái cô hàng xóm. Cô hàng xóm tên là Rene. Ừ. Mẹ đi đâu? Mẹ đi học. Đi học hả? Trời ơi, cháy đi học rồi kìa cô chú ơi. Ba lô đâu? Vô lấy ba lô đi, con vô lấy ba lô đi. Rồi mày dẫn đi học đi. Rồi vô lấy ba lô đi, đẩy cửa vô lấy ba lô. Xách ba lô đi học, lẹ lên. Ba lô đâu? Hả? Nè, ba lô màu cam nè. Ba lô màu cam nè, quải ba lô vô. Ba lô màu cam đó, xếp ba lô màu cam đi. Ba lô rồi. Đó, coi nó vô là nó dục xuống, nó bài xuống tầm lum. Kiếm cái gì á? Kiếm cái gì? Kiếm chanh. Kiếm cái gì? Kiếm chanh. Kiếm chanh. Nó không hiểu nói gì hết. Kiếm chanh. Là gì? Kiếm chanh. Không hiểu. Chịu. Kiếm chanh đó. Chịu thua. Kiếm gì á? Con kiếm cái gì? Kiếm đồ chơi. Không hiểu nó nói cái gì luôn ông ơi. Kiếm đồ chơi. Kiếm đồ chơi hả? Đồ chơi nào? Ngồi xuống đi, ngồi xuống mở ra, mở ra xây đi, xây nhà đi. Mở ra xây nhà đi con. Tự mở. Cô chú hôm qua thấy video chay đi ra tiệm nail của mẹ không? Tiệm nail của mẹ là sơn móng tay, sơn đồ. Ớn ngăn bà. Giỏi quá. Rồi, tự đổ ra đi con. Chút nữa con chơi xong con dọn lại cho mẹ. Tới. Bỏ xuống bên qua kia đàng hoàng chứ sao vô dục vô mẹ. Rồi con tự xây màu đó, màu gì á? Vàng. Màu vàng hả? Đây mẹ lấy điện thoại mày gọi cho ông cố, đủ ông cố uống cà phê coi. Uống cà phê. Rồi đủ ông cố nha. Alo, ông cố hả? Ông cố đang làm gì á? Phá. Hổn ha, dám đâu ông cố phá ha. Ông cố đang ngủ. Cái gì ai quýnh? Ông cố phá, ông cố bị quýnh ra. Con ăn nói riết rồi mẹ không biết cái thể thống nó ra gì luôn á trời ơi. Con phá mới là bị quýnh đó chứ ở đâu mà ông cố phá bị quýnh. Ông cố phá nhưng biết. Đọc phá biết. Đó, con là con phá là bị mẹ quýnh. Ông cố ngủ dậy đi uống cà phê với chay nghe ông cố. Uống cà phê.
Ờ, ông cố uống cà phê. Cô nói đi chị. Nói đi. Uống cà phê, đúng rồi. Rủ thêm ba ly với Vincent nữa nha ông cố nha. Có cho ba ly, có cho ba quy với Vincent đi không? Dạ. Có cho ông dạ hả con? Giỏi. Ừ, cho hai đứa đi uống nước cam. Ừ, uống nước cam. Thì chay với ông cố uống cà phê lớn rồi, lười uống cà phê. Còn hai đứa đó thì đứa uống theo, đứa uống hộp sữa Long Thành, còn đứa uống ly nước cam chơi chơi vui được rồi. Rồi vậy nha ông cố nha. Rồi rồi rồi, bye bye ông cố. Rồi rủ bà ngoại đi không? Rủ ngoại đây. Rủ ngoại đi. Alo, ngoại hả? Ngoại đang làm gì đó? Phá. Ngoại đang phá luôn. Cái con đang phá đang ngồi trước mặt đây nè. Vậy mà nó kêu ai, ai nó cũng kêu người ta phá hết á. À, biếu cà phê nha, biếu cà phê nè, chay chay đi uống cà phê. Cà phê. Ờ, rồi. Đó, ba chữ thôi, uống cà phê. Rồi, hiểu rồi nha, vậy là hiểu là bến cũ đợi chờ nha. Ok, bye. Nãy giờ chơi tới đâu rồi? Chơi. Chơi tới đây rồi đó hả? Hay dữ. Cha ngồi hai cái chai đầu gối chấm chấm lại dữ chưa? Ngồi hai đầu gối xè đó, y như à. Trời ơi đẹp quá. Màu đó màu gì á? Hả? Mẹ. Sao con? Hả? Cho con mẹ gì? Nãy giờ gọi thợ ông cố đi uống cà phê mà sao ông lâu dữ, ông chưa tới ta. Bấm thêm lần nữa nghe. Cố ơi, có kẹt xe không mà sao giờ này chưa tới? Hả, chay đang đợi nè, ngồi đó nó sắp nó xây cỡ chừng 10 cái nhà rồi mà cố chưa tới nữa. Nè, nói chuyện với nó nha. Đây nè, nói chuyện ông cố. Nói chuyện ông cố nè con. Còn không nói luôn hả, giận rồi hả? Rồi, ngã nhà. Té rồi. Té rồi. Nói chuyện ông cố đi. Nói cố ơi, lẹ lên. À, trời ơi có chuyện đó nữa trời. Trời ơi đứng lên ưỡn cái bụng ra để cho nhà ngã. Trời ơi có được không? Quá được rồi. Bảy tám chín gì á? Mẹ con nữa, con nữa. Nữa con làm đi. Con nữa làm đi. Coi được đợi con không? Con. Rồi cho con lấy đi. Này đâu lấy đâu. No mai. Nó mẹ này mẹ nó nghe nè. Unicorn đâu rồi? Không, unicorn đâu? Không còn người ăn. Unicorn úp mặt vô tường rồi hả? Dạ. Sao úp mặt vô tường vậy? Trên đường. Ở trên đường. Mà lý do tại sao unicorn úp mặt vô tường? Ở trường thấy. Phá hả? Đi kêu unicorn nó bắn vô tường. Unicorn đâu rồi? Đi. Lại đây. Lại lên. Đi, unicorn lại lấy mặt vô tường. Quậy quá mà biểu. Unicorn đâu rồi? Đây nè, đó. Đây nè, unicorn đây nè. Đó. Còn lại con kêu unicorn nó bắn vô tường, la unicorn đi. Ba. Nói đi unicorn. Ba chơi nè, ba. Không có hổn với chay nha chưa? Ơi sao quýnh em? Vậy là con hổ mẹ con quýnh con y chang vậy nha. Trời đất ơi, đâu quýnh unicorn kìa. Trời đất ơi. Mà unicorn làm gì mà con quýnh unicorn dữ vậy? Ba chơi rồi. Trời ơi, dữ chưa? Ai chơi rồi. Rồi sao làm gì? Đi đâu? Đi chơi. Nói nghe nè, con ôm unicorn hôn cái đi, chơi kêu đi unicorn xin lỗi, ôm hôn cái đi. Yeah. Rồi ôm hôn unicorn cái. Ôm đi chồng. Kêu unicorn đừng có quậy nữa nha. Quậy nữa là chay quýnh nha. Trời ơi nó la y như tôi lúc mà tôi la nó, giờ bởi khổ ghê chưa. Xin lỗi chưa? Xin lỗi. Con nói với em nhẹ nhàng thôi. Em ơi, xin lỗi.
rồi. Chay. Ờ, Unicorn ơi xin lỗi. Rồi Unicorn xin lỗi chay nha. Rồi rồi nhưng mà con không có được la lớn như vậy nghe chưa? Nói nhỏ nhỏ thôi. Ừ, góc bật vô tường rồi nè. Rồi. Nói nhỏ nhỏ thôi. Con nói Unicorn ơi. Con nói Unicorn. Con la ồn ào quá mày giả con vợ nha chay. Rồi, mà bây giờ Unicorn xin lỗi con rồi con không. Cái gì? Ăn nữa. Mà bây giờ Unicorn xin lỗi con rồi con hung Unicorn cái đi. Không hung Unicorn cái. Làm sao? Làm. Không làm giọng chị hai lắm. Ừ. Nhà nè, mẹ nói cho con nghe nè, con mà hư á là mẹ cũng la con y chang vậy đó nha chưa? Dạ. Đó. Anh nữa. Lạ quá ta. Đúng không? Cái con đại mẹ cái con đây nè. Để cho Unicorn ngồi đó đi. Mà con hung Unicorn cái đi. Hung con cái. Hung 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 con cái đi. À cho con cầm á hả? Unicorn này là cô nào mua cho chay vậy ta? Nước nè. Nước nè. Té ho được miếng nước đi. Nước mẹ nước. À cho còn miếng. Rồi còn nữa nha. Rồi tới chay. La em mà té ho luôn mà. Nó mỗi lần nó hư là Ngọc bắt nó úp mặt vô tường đó. Rồi bây giờ nó lấy Unicorn nó bắt úp mặt vô tường. Mà la quá la. Không được la cái kiểu đó nữa. Tại vì mẹ la kiểu vậy nên con phải la y chang giống mẹ đúng không? Bây giờ mày sẽ nói nhỏ nhẹ với chay nha. Dù mẹ có bực tức cỡ nào mày cũng sẽ rất là nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng với chay nha. Dạ đi chay. Dạ. Giỏi. Chay thương mẹ để đâu? Chay thương mẹ để đâu? Nói mẹ nghe. Chay ơi. Chay à. Dạ đi con. Không luôn, không chú ý luôn. Mắc bận xây nhà rồi. Nói tôi xây nhà cho mấy người ở. Mà sao mấy người họ nói chuyện hỏi hoài. Sao người ta tập trung xây nhà cho ở được đây.